Bóng năm giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023, Bình Phước có 3 điểm, Bình Thuận lọt vào top 3. Vòng 9 Nai Cup V-League 1 2023, Sao La Nghệ An đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Công an Hà Nội. Câu lạc bộ Thanh Hóa đoạt cú ăn ba giải thưởng V-League tháng 4. Xin chào khán giả của FPT Play, quý vị các bạn đang cùng chúng tôi theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 26 tháng 5. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, còn sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tại giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023 thì như thường lệ, câu lạc bộ Quảng Nam vẫn luôn là ứng viên sáng giá cho suất thăng hạng trong mọi mùa giải. Và sau 4 vòng thì họ đang thể hiện được đúng vị thế của mình với thành tích bất bại. Trong khi đó, Bình Phước lại chưa thể được hưởng niềm vui chiến thắng kể từ đầu mùa. Vì vậy nhiều người sẽ nghĩ đây là một trận đấu có thế trận một chiều. Thế nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Hai đội đã tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Bình Phước và Quảng Nam đã cùng nhau tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính ở vòng 5 giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Văn Trạng mở tỷ số cho Quảng Nam ở giữa hiệp 1 bằng một cú đá ngoài vòng cấm địa đẹp mắt, trước khi Bình Phước gỡ hòa chỉ vỏn vẹn 4 phút sau. Cú đá phạt của trung phong với sự trợ giúp của thần may mắn đã không cho thủ môn Lê Văn Hùng cơ hội để cản phá. Chủ nhà tiếp tục dồn ép Quảng Nam và có bàn thắng thứ hai với tình huống tận dụng cơ hội tốt của Xuân Quý. Kịch tính chưa dừng lại trên sân Bình Phước. Phút 51, Quảng Nam gỡ hòa khi đội trưởng Ngân Văn Đại đánh đầu đẹp mắt. Nhưng ở chiều ngược lại, trung phong lên tiếng bằng một pha ra chân không thể cản phá. Khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía chủ nhà, Bình Phước có được bàn thắng thứ tư trên chấm 11m ở phút thứ 69. Và dù đã rất nỗ lực vùng lên ở những phút cuối, nhưng Quảng Nam cũng chỉ có được một bàn thắng nữa ở phút 83 và đành chấp nhận trắng tay rời vòng 5. Ở một trận đấu khác, Bình Thuận sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước Bà Rịa Vũng Tàu sau cú đá của Đinh Hoàng Max. Phút 37, các cổ động viên Bà Rịa Vũng Tàu đã ăn mừng hụt sau một khoảnh khắc nhạy cảm. Bóng đã được đưa vào lưới nhưng trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị của Quốc Cường. Chủ nhà tiếp tục đẩy đội hình lên để tạo áp lực. Trong khi đó, chiều ngược lại, Bình Thuận thường xuyên có những pha phản công nguy hiểm. Trong một tình huống ngăn cản đối thủ phản công, Kỳ Anh đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và khiến chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu phải chơi thiếu người trong phần thời gian còn lại. Minh Quang ghi bàn thắng thứ hai cho Bình Thuận ở phút 47. Ít phút sau, sai lầm của thủ thành Minh Duy trong lần đầu được bắt chính tại giải hạng nhất đã giúp Bà Rịa Vũng Tàu nuôi hy vọng giành điểm. Ở những phút còn lại, mỗi đội có thêm một pha lập công để khép lại một trận cầu kịch tính. Minh Quang có bàn thắng thứ năm ở giải hạng nhất quốc gia cho Bình Thuận. Lý Đức rút ngắn cách biệt cho Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng như vậy là chưa đủ để giúp chủ nhà có điểm ở vòng 5. Còn ngày hôm nay, các trận đấu tại Nai Cup V-League 1 sẽ quay trở lại. Câu lạc bộ Sao Lam Nghệ An có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đội chủ nhà Công an Hà Nội. Đang gặp nhiều khó khăn với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và phải đối đầu với một Tân Binh đang có phong độ rất cao với 5 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng vẫn quyết tâm đặt mục tiêu giành 3 điểm trong trận đấu này. Để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Sao Lam Nghệ An đã có buổi tập làm quen sân vào chiều ngày 25 tháng 5. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cho biết thủ môn Văn Hoàng là trường hợp duy nhất chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và nhiều khả năng không thể ra sân ở trận đấu với Công an Hà Nội. Trong trận đấu gần nhất ở V-League, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ thi đấu không tốt. Trước một đối thủ có hàng công mạnh nhất giải với 19 bàn thắng được ghi như Công an Hà Nội, Quế Ngọc Hải cùng với đồng đội sẽ phải có những sự điều chỉnh nếu không muốn phải trả giá. Trận đấu vừa qua thì cũng là một trận đấu chơi không tốt của hệ thống phòng ngự. Dù sao thì trận đấu nào thì cũng có những thời điểm cầu thủ có phong độ tốt và có những trận đấu cầu thủ có phong độ không được như mong muốn. Dù sao thì tất cả cầu thủ ở hàng phòng ngự cũng như là hệ thống của đội bóng cũng đã phân tích và rút kinh nghiệm để tốt hơn, để cố gắng chỉnh sửa và làm tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo. Dù gặp nhiều khó khăn và không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng mục tiêu của đội bóng miền Trung là giành về ít nhất một điểm. Bởi đối với họ, thất bại sẽ khiến cho cuộc đua vào top 8 đội đầu bảng khó khăn hơn bao giờ hết. Chúng tôi phải đặt mục tiêu giành thắng lợi, nhưng không cũng có thắng lợi chúng tôi ít nhất phải có một điểm trên sân khách là để bám đuổi các đội phía trên. Chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi sẽ đầu tiên là sẽ thi đấu hết mình vì người hâm mộ bóng đá của Sao Lam Nghệ An, và còn nếu có thể may mắn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm, bởi vì dù sao thì giành điểm và có thể là chiến thắng. Ở thời điểm này, Sao Lam Nghệ An đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Sau 8 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ có được duy nhất một trận thắng, bên cạnh đó là 6 trận hòa và một thất bại.
Trận đấu giữa Công An Hà Nội và Sông Lam Nghệ An sẽ được diễn ra vào lúc 19:15 trên sân Hàng Đẫy, tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng của FPT Play. Có chung cảnh ngộ với Sông Lam Nghệ An đó là câu lạc bộ Hải Phòng. Những biến động về mặt nhân sự trong mùa giải năm nay đã khiến cho họ không còn duy trì được phong độ tốt như trước. Lúc này thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mới chỉ có được 8 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên. Và màn tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa trong ngày hôm nay sẽ là cơ hội để đội bóng đất cảng chấm dứt cơn khát chiến thắng của mình sau 6 vòng đấu gần nhất. Đến thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có 6 trận liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng ở đấu trường V-League, trong đó có 2 thất bại. Chuỗi thành tích kém ấn tượng khiến đội bóng đất cảng rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Ông Chu Đình Nghiêm cũng vừa đón nhận tin không vui khi Xuân Trường cần ít nhất 2 tháng để bình phục chấn thương. Hậu vệ Dương Văn Khoa chưa thể trở lại, còn tiền vệ Lê Trung Hiếu không thể góp mặt ở vòng này sau tấm thẻ đỏ gián tiếp ở vòng 8. Bên cạnh đó, phong độ trôi sụt của các ngoại binh cũng khiến đội bóng đất cảng gặp nhiều khó khăn trước cuộc tiếp đón Khánh Hòa tại vòng 9. Chủ nhà rất muốn thắng để cải thiện thành tích, nhưng trước mắt họ là một Khánh Hòa đầy khó chịu với 2 chiến thắng và 4 trận hòa sau 8 vòng đầu tiên, hơn 2 điểm so với chính đội chủ nhà Hải Phòng trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố biển nhen nhóm hy vọng trụ hạng sớm nếu có được một vị trí trong top 8 ở lượt đi. Thế nhưng, để điều này thành hiện thực, Khánh Hòa cần có được điểm số ở những cuộc đối đầu với các đối thủ ở nhóm cuối như Hải Phòng. Trận đấu giữa Hải Phòng và Khánh Hòa được tường thuật trực tiếp trên FPT Play vào lúc 19:15 hôm nay, 26 tháng 5. Tại Night Group V-League 1 thì lúc này câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vẫn đang có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng với sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Bulgaria Vilija Popov. Với những gì đã thể hiện với vị trí đầu bảng thì câu lạc bộ xứ Thanh đã có được những thành tích đầu tiên với cú ăn 3 giải thưởng tháng 4 tại V-League. Ở giải thưởng câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 4, Đông Á Thanh Hóa đã vượt qua các đối thủ như câu lạc bộ Hà Nội, Thép Xanh Nam Định hay Topelem Bình Định. Trong khi đó, cây săn bàn hàng đầu của đội bóng xứ Thanh là ngoại binh Paulo Camusadin cũng nhận luôn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Huấn luyện viên Veliza Popov hoàn toàn không có đối thủ ở giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 4. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho nhà cầm quân người Bulgaria trong năm đầu tiên xuất hiện tại V-League, giúp Đông Á Thanh Hóa chễm chệ trên ngôi đầu và là đội duy nhất chưa thua sau 8 vòng đầu tiên. Giải thưởng còn lại là bàn thắng đẹp nhất tháng 4, thuộc về cầu thủ Nguyễn Trọng Long của câu lạc bộ Công an Hà Nội trong chiến thắng 5-3 trước đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 8. 4 ngày sau chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar tại Tây Á thì đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên gặp Trung học phổ thông Kaisekan trong chuyến tập huấn Nhật Bản. Đây là đối thủ nhẹ ký nhất, chính vì thế mà các cầu thủ của chúng ta đã có được màn thể hiện ấn tượng. Những hình ảnh của trận đấu này sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 26 tháng 5. Xin chào và hẹn gặp lại. Đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên suôn sẻ trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đội đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước trường Trung học phổ thông Kaisekan. Đây là trận đấu đầu tiên ở chuyến tập huấn tại Hamamatsu, Nhật Bản. Trường Trung học phổ thông Kaisekan được coi là đội bóng yếu nhất trong số 4 đối thủ của U17 Việt Nam tại chuyến tập huấn ở xứ sở mặt trời mọc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành sự ưu tiên nhiều hơn cho các cầu thủ ít có cơ hội ra sân, vừa tạo động lực cho các cầu thủ này, vừa kiểm tra đánh giá khả năng, kết quả tập luyện của các học trò ở trong giai đoạn vừa qua. Ở hiệp 1, U17 Việt Nam đã dẫn trước đội bạn 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Huỳnh Triệu. Công Phương lên tiếng, nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ở hiệp 2, khi U17 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, trường Trung học phổ thông Kaisekan gia tăng áp lực và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ có thêm trận giao hữu vào ngày 28 tháng 5. Đối thủ của U17 Việt Nam là Honda FC. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Hà Nội Serie B. Hà Nội Serie B chính thức trở lại vào tháng 5 này. Với 8 đội bóng, chia thành 2 bảng đấu. Cùng những cuộc chạm trán nảy lửa. Và những pha bóng đẩy mắt. Tất cả sẽ được trực tiếp, trọn vẹn trên FPT Play. Vòng 9 Night World V-League 1 2023 tiếp tục diễn ra với những trận cầu tâm điểm. Becamix Bình Dương đi tìm chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước thử thách cực đại mang tên Hà Nội FC. Đông Á Thanh Hóa sẽ được thử thách tham vọng xưng vương bởi bài test mang tên Viettel. Cùng 5 cuộc đối đầu đáng chú ý khác, tất cả sẽ được trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.
Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.